Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh vlog của mình nha. Như mọi người có thể thấy thì cái áo mình đang mặc nè, mình săn ở trên Shopee luôn á. Mình săn với giá là áp mã này kia là chỉ còn giá 0 đồng thôi. Bạn cũng rất là tốn mát luôn. Thì cái clip này mình quay là cũng gần Tết rồi đó mọi người. Mình cũng chưa hớt tóc tai gì đâu. Mình định là hớt tóc xong rồi mình mới quay clip này. Nhưng mà mình nhận được cái kiện hàng này nè. Mọi người đã mua sắm đồ Tết chưa? Mình thì mua cũng được chút ít rồi, nhưng mà mình lướt ở trên mạng á, thì mình thấy cái shop Akuba này nè, họ đang sale đồ nè. Thì mình cũng săn được hai cái áo sale rất nhiều luôn, nhưng mà mình vô trễ quá, người ta săn hết size rồi. Thì mình mua tầm 2 bữa thì cái shop Akuba gửi sản phẩm đến tay mình, giao hàng đến mình. Rồi bây giờ thì mình cũng háo hức quá, mình không biết là những cái chiếc áo mình săn này nó sẽ như thế nào nha. Thì thường thường á, mình thấy là cái áo này họ để là giá từ tiền trăm đổ lên á, nhưng mà mình thấy họ sale là mình mua hai chiếc áo này với phí vận chuyển luôn á là chỉ có 163 ngàn thôi. Mình mua ở trên TikTok Shop nha. Thì mình thấy cái shop Akuba này á là mình đi ra shop ở ngoài á, mình mua đồ thì mình thấy họ cũng có nhập sản phẩm của shop Akuba về bán, cho nên là mình thấy shop này ở ngoài người ta cũng bán rồi, cho nên là mình quyết định mình mua thử online coi thử như thế nào. Thì hai cái áo rất là nặng và theo thông số thì họ để hai cái áo này tới 1 kg lận, mà mình nghĩ là làm gì mà tới 1 kg lận. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem nha, mình cũng tò mò quá nha. Thật sự thì thường thường á, mua online á, thì đồ online nó sẽ rẻ hơn là đồ mình mua ở ngoài. Đây, mỗi sản phẩm đều là một cái bịch nha. Họ sale rất nhiều nhưng mà những cái sản phẩm kia của mình á, thì mình tìm kiếm là hết size vừa với mình rồi, còn size nhỏ không à. Đây mình mua với giá là 163 ngàn nè. Ôi, lấy nét không được rồi. Thì đầu tiên á, là mình mua một cái áo thun tay dài. Thật sự là mình không biết là cái áo thun này là người ta nói là cái form nó oversize nha. Mình không biết là mình mặc size M hay size L. Nhưng mà shop tư vấn mình là size M, size nhỏ nhất. Size nhỏ nhất dành cho người từ 60 đổ lại, 60 kg đổ lại. Mình thấy được nè, size M là vừa với mình vậy nè. Đầu tiên là một cái chiếc áo oversize màu đen. Ở mặt trước thì có số 33 nè. Mình thấy ok nha. Thấy áo này ok á. Mặc đẹp đấy. Có màu nâu, rồi màu xám, rồi màu xanh, rồi màu đen. Rồi có màu màu thứ màu bi á, nhưng mà mình thích cái màu bi nhất, nhưng mà màu bi thì shop bán hết rồi, chỉ còn những màu này thôi. Nói chung là mình đã từng mua đồ của shop này rồi và mình thấy cũng rất là ok đó mọi người. Vải này là vải nhung nha, rất là dày dặn luôn, size M là tầm cho ai 60 kg đổ xuống, mình nghĩ 65 cũng vừa luôn á chứ. Nè, mặt trước thì có thêu số 33 bằng nhung nha, thêu luôn chứ không phải là ép lên đâu. Ok đấy, mình thấy là mình ưng rồi đó. Cái áo này mình mua với giá là đâu đó là 79 ngàn gì á. Cái áo này nè, 79 ngàn mà được một cái áo dài vậy là mình ok rồi. Chắc mình vô mình mua thêm một cái màu xám nữa quá, để dành bặn. Áo này thì trà lạnh là bặn đúng bài luôn á, mặc ấm. Mình thấy chỉ thừa rồi cũng không có chỉ thừa nè. Nè, để mình lặn bên trong cho mọi người xem. Bên trong nè. Bên trong cũng ít chỉ thừa lắm. Phần cổ cũng dày nha. Phần cổ và phần bo thì giống nhau. Bó áo
Thì nói chung là mình thấy là ưng rồi đó, cái áo này là mình thấy cũng xịn rồi đấy, cũng ok đấy. Để mình mặc vô thử cho mọi người xem nha, mặc vô thử luôn, để mình tháo mít ra nha. Rồi, bây giờ thì mình đã mặc cái chiếc áo này vô rồi nè mọi người. Mình thấy cũng đẹp nha, cái form đồ cũng dày dặn lắm, ôm người nè, cái tay của mình nè. Cái tay ôm vô cái cổ tay mình luôn. Mình thấy ok lắm. Bạn vô ấm nha, nhưng mà cái trời nóng nực á thì nếu mà mọi người bạn áo này thì sẽ nực lắm á. Sẽ nóng. Form đồ ok lắm. Mình thấy ưng á, mình thấy giá này là ok đó, shop không có shop tư vấn size cũng chuẩn nha, size M là vừa. Mình tưởng đâu size M sẽ chặt cho nên mình định size L đó. Mình bắt đầu là mình sợ rồi, tại cái áo này nè, mình đặt size L. Nhưng mà shop nói á, size over oversize á thì mình nên đặt size nhỏ. Còn nếu mà cái size mà ôm á thì mình đặt thì nhích lên một size thì sẽ bạn thoải mái hơn. Rồi nói chung là cái áo này mình thấy ok nè. Có cái dòng chữ, có cái số 33 ở mặt trước thì nó sẽ làm nổi cái áo mình lên. Ừ, ổn ok đó mọi người. Bây giờ mình sẽ qua cái áo thứ hai nha, mình sẽ cởi ra nha, nực quá. Cái này là bạn tối á, giờ mùa lạnh là ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ qua cái áo thứ hai nha. Cái áo thứ hai là một cái áo sơ mi sọc mà ngắn tay. Mua giá hình như là cũng 70 mấy ngàn á mọi người, hết màu rồi. Chỉ có áo sơ mi sọc này là chỉ có màu màu xanh, màu vàng, rồi màu màu này nè, màu cà phê nè. Màu cà phê thì nhìn nó không có nổi cho lắm. Cái này là mình mua size L, mình mua size L. Nó có họa tiết như thế này nè, họa tiết giống như sọc cargo mà họa tiết chìm á. Áo thì mình thấy là shop bán áo dày dặn lắm. Áo này là ok nè, tại bình thường mình thấy những cái mẫu áo này người ta bán cũng đâu đó cũng giá là 200 ngàn á. Mình thấy là chắc gần Tết người ta sale á. Bây giờ mình sẽ mặc thử cho mọi người xem nha. Chắc lần này mình khỏi em mở tháo mít ra đi. Size L thì chắc cái áo này bạn size L. Rồi bây giờ thì mình đã mặc cái chiếc áo này vô rồi. Nói chung là mình thấy áo này bạn vô thì nó cảm giác như là nó không được trẻ trung lắm hay sao á. Nhìn nó cũng đầm trở lại. Để mình quay cho mọi người xem. Thì size L thì cái áo này mình mặc vừa. Cái áo này mình mặc vừa nè. Size M thì chắc nó nhỏ hơn. Hơi dài. Nên là thì hơi dài nhưng mà mặc vừa thoải mái. Cái form nó mình thấy form cũng ok nè. Thì nói chung là mình ưng với để mình gỡ mic nghe, sợ mic nghe không rõ. Thì mình cũng ưng tại vì với tầm giá là 163 ngàn mà được hai chiếc áo thì mình thấy cái chất lượng cũng ok rồi. Mọi người thấy sao? Với 163 ngàn mà mình đã được hai cái chiếc áo.